Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái phần gọi là lên mailing. Nó là một cái cách phá thô nhưng mà nó không có quá phổ biến, nhưng mà nếu mà ai hay làm khuôn mà nhất là khuôn âm á, cái phần mà cái thành đứng nhiều á, và cái phần thể tích cần phải loại bỏ rất nhiều á, thì nó khá là quen thuộc với mọi người. Thường mọi người sẽ lấy mũi khoan khoan luôn, nhưng mà cái mũi khoan á thì mình cái khoảng cách giữa các mũi khoan mình phải đảm bảo để cho nó đủ mũi, nó không bị có chệch cái mũi khoan qua một bên và gãy mũi. Thì một trong những cái cách khác á, là mình sử dụng con dao lên milling, là con dao nó chấn xuống như là mũi khoan á, nhưng mà mỗi lần nó chấn á, nó có một cái lượng step over vừa đủ thôi để mà nó đạp xuống vừa đủ. Và một phần nữa là khi mình dùng cái cách phá này nè, thì cái con dao á phải là con dao đặc biệt chịu được cái lực đè xuyên tâm rất là lớn, và cái áp lực mà đặt lên cái trục Z cũng rất là cao, nên cái công suất của máy á, và cái cấu hình của trục Z cũng phải đảm bảo. Thì bây giờ mình cùng xem coi cái cách nào để sử dụng cái lệnh này nha. Thì cái lệnh lên milling á, nó sẽ nằm ở trong cái phần phá thô là 3D area clearance nè. Mình vào phần lên milling. Rồi, để tạo được cái lệnh lên milling á, thì á, phần mềm Power Mill yêu cầu mình hai thông số bắt buộc phải có, ngoài những thông số ví dụ như dao, phôi, step over, rồi lượng dư hay là dung sai. Thì hai cái khác đối với những cái toolbar khác á, thứ nhất là một cái toolbar mẫu cho nó, cái thứ hai là cái stock model. Thì cái toolbar mẫu này nó có vai trò gì? Ở đây mình có toolbar mẫu ha, mình sẽ bật cái lệnh đó tời lên ở đây, mình tính ok xong mình sẽ ẩn đi cái lý liên nè cho dễ nhìn. Mọi người có thể thấy là cái toolbar này nó sẽ là một cái giống như là khi mà cái lệnh lên milling nó thực hiện á, nó sẽ lấy cái toolbar của mình như là cái button dẫn hướng, và dọc theo những cái đường dao màu xanh này nè, nó sẽ tạo ra các tọa độ điểm để cho cái dao lên milling nó chấn xuống, và nó chấn dọc theo chỗ này, và cái khoảng cách giữa mỗi lần chấn á, nó chính là cái step over mà mình nhập vô. Rồi cái thứ hai á, tại sao mình phải tạo cái toolbar này? Tại vì như mọi người thấy là cái toolbar của mình là raster đang đi hai chiều qua lại đó, thì cái cách này á giúp cho mình quản lý được cái thứ tự mà mình hay gọi là cái order của cái toolbar á. Ví dụ mình muốn đi theo chiều dọc hay đi theo chiều ngang, hay là ở đây là mình không muốn chấn vô trong cái phần vật liệu này, mình chỉ chấn bên ngoài cái phần thành này thôi để cho nó hết vật liệu thôi, thì nó lại là một cách khác nữa. Lúc đó mình sẽ không dùng lệnh raster để mình tạo cái button này nữa, mà mình sẽ dùng như mình ha, với mình sẽ dùng lệnh offset. Rồi đó, như mọi người thấy ở đây mình sẽ bị dư một cái toolbar ngay cái đường này nên mình sẽ xóa đi đó. Thì như mọi người thể thấy là cái toolbar của mình nó sẽ theo cái dạng là offset bên ngoài và nó không chấn vô trong. Rồi đó là phần chuẩn bị cái toolbar. Bây giờ tới cái phần gọi là mình phải tạo cái stock model. Thì ở đây tạo stock model rất là đơn giản luôn. Bây giờ mình đã có stock rồi, đã có phôi rồi, mình chỉ chọn là create stock model nè. Ở đây cái rate thiết ha, cái dung sai mình hạ xuống thấp thôi, tại vì thực chất mình cũng không cần quá cái yêu cầu cao đâu. Rồi sau khi nó tạo xong, mình sẽ có một cái stock model rỗng. Ở đây mình sẽ đặt là stock đi cho mọi người không nhầm những file khác. Rồi mình lít phải vào nó, mình chọn apply và chọn block. Bình thường á, mình sẽ add một cái toolbar vào, thì khi cái toolbar đó được add vào nó sẽ kéo theo cái block của cái toolbar đó, nhưng mà ở đây mình chỉ cần cái block mà thôi, mình không cần cái toolbar đó, nên mình sẽ apply block và nó sẽ lấy cái block hiện hành của mình, block, và mình tính calculate. Ok, mình đã có một cái stop ha, mình tắt ha. Bây giờ đủ hai thành phần rồi thì bắt đầu mình tính toolbar thôi. Ở đây mình có hai cái giá trị nữa là pullback distance và core radius. Cái pullback distance này là cái gì? Theo như tài liệu của Power Mill hướng dẫn á, thì cái khi mà mình xuống dao xong mình rút thẳng lên á, thì mọi người biết là khi mình xuống á, cái lực nén nó rất là lớn và con dao mình nó sẽ có một chút xíu biến dạng, và nó khi tiếp tục chịu lực như vậy á, thì cái hình dạng dao vẫn đảm bảo là như vậy, nhưng mà khi mình dở lên con dao sẽ duỗi thẳng ra, nó sẽ vẩy rất dễ, nó đá vô cái thành. Thường là mình sẽ chừa cỡ 5-6 ly luôn hoặc 10 ly luôn để cho nó không bị, nhưng mà một phần đó là mọi người cũng biết là ở trên thành con dao hoàn toàn không có lưỡi cắt, nó chỉ là cán mà thôi, và những con dao blunt này thường mình sẽ gắn insert hay mình gọi là hộp á, và phải là cái hộp chuyên dụng nha mọi người. Nên cái pullback distance này thường nó mặc định nhà bên Power Mill họ để cho mình 0.5. rồi
để làm gì? Khi mà chấn xuống xong nó sẽ rút xéo về cái phương mặt không có vật liệu để nó né nguyên một con dao né ra rồi nó mới rút lên, chứ nó không phải nó rút dựng đứng lên đó. Cái thứ hai là cái core radius, như mọi người biết là ví dụ như ở đây mình đang sử dụng dao 16 và hộp của mình là hộp ABMT chuyên để plain mill, và cái core radius của mình là cái lỗ, mà cái phần mà cái lỗ ở giữa không có lưỡi cắt của mình là đường kính là 4 ly, ở đây mình nhập core radius là 2, thì lúc này là 16 trừ 4 là mình còn 12, nên cái phần lưỡi cắt của mình chỉ còn cỡ 6 ly thôi. Bây giờ kể cả mình có nhập step over là 8 thì phần mềm cũng tự động tính step over tối đa là 6 mà thôi. Nên mọi người chú ý cái chỗ này. Tại đúng ra là khi mà mọi người nhập cái core radius này kết hợp với cái tool là 16 này thì phần mềm không cho mình nhập những con số lớn hơn 6, nó phải báo. Nhưng mà họ không có để cái đó, họ vẫn để cho mình thôi. Nhưng mà phần mềm vẫn kiểm soát cái độ an toàn cho mình. Ví dụ mình để 8 thì nó vẫn ra là 6 là tối đa thôi, chứ không thể nào là 8 được, tại 8 là chắc chắn sẽ bị hốn. Ở đây mình sẽ để lên là 5 đi. Ok. Rồi, lượng dư ở đây mình để cho 5 ly luôn. Và cái dung size này mọi người thấy là mình để lên 1 ly luôn, cũng không ảnh hưởng gì hết. Và bây giờ mình sẽ chọn ha, cái stock model này mình chọn cái stock nè, cái toolbar nè. Ở đây mình sẽ có một cái là offset, một cái là raster. Giờ mình sẽ làm cái raster trước cho mọi người coi ha. Đó, mọi người thấy là cái toolbar nó sẽ được tạo dọc theo cái đường dao raster mà mình đã tạo, và cái thứ tự nó tạo ra cũng giống như vậy luôn. Và mọi người chú ý là đặc biệt ở trong cái lên milling này, cái điểm cần chú ý nhất ngoài cái vị trí dao, thứ tự dao, còn lại quan trọng nhất vẫn là cái bát dao đầu tiên. Tại vì như mọi người biết á, khi mình ăn cái step over như vậy á, mình kiểm soát được cái lượng mà mỗi đường dao khi dịch ngang nó sẽ ăn bao nhiêu, nhưng mà cái bát đầu tiên sẽ ăn rất nặng. Nên mọi người cần đảm bảo khi mình tạo tool bát á, là tool bát phải đi từ ngoài vào trong chứ không phải đi từ trong ra ngoài, là cái bát đầu tiên mà nó chấn xuống á, là chắc chắn sẽ thốn. Rồi, sau khi tool bát đã tính xong á, thì mình sẽ có một cái đường chạy dao như thế này. Bây giờ mình sẽ tắt cái phần lý hình liên đi để mọi người dễ hình dung hơn. Thì như mọi người thấy nè, nó sẽ rải đều theo cái phương mà mặt raster của mình và đi hai chiều. Và mọi người nếu mà mình chú ý vô chỗ này, đó, ở đây có cái móc nè, mình bật pole lên cho dễ nhìn ha. Đây, thì cái đường chạy dao nó sẽ đi xuống, sau đó nó rút về, và nó rút theo cái phương nào? Nó sẽ rút theo cái phương mà mình đi theo, nghĩa là đường dao sẽ đi từ dưới lên trên. Thì khi nó đi lên trên xong á, thì mỗi lần nó xong á, nó sẽ rút về. Còn tại sao khi qua bên này á, nó lại rút ngược lại? Tại vì cái phương của nó là cái phương đi từ trên xuống dưới, đi hai chiều, nó sẽ rút ra để cho an toàn cho mình. Rồi, cái thứ hai mình cần kiểm tra là cái khoảng cách. Ở đây mình sẽ tắt cái phôi đi và mình đo khoảng cách ha, như mà kiểm định lại. Khoan, để mình bật bôi lên cho dễ pick. Đây, mình sẽ đo theo khoảng cách ha. Tương bát. Như mọi người thấy nè, kể cả mình nhập 8 luôn thì nó vẫn chọn một con số là dưới 6 để cho nó tối ưu nhất về cái phần lưỡi cắt, và nó chia đều cái vật liệu ra cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua mình mô phỏng cái view mill cho mọi người xem ha. Để mình tăng tốc độ lên. Giờ mình sẽ xoay qua bên này để mình nhìn ha. Như mọi người thấy nè, đó, nó sẽ chấn từng lớp. Đó, theo đúng thứ tự. Ok ha, mình sẽ dừng ở đây. Rồi, như mọi người thấy đây là cái cách để mình tạo cái đường dao plain mill. Thì trong cái clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn về cái cách tạo cái đường dao pattern. Ví dụ như ở đây mình đang lấy theo raster, nhưng mà những cái yêu cầu nhiều hơn nữa thì mình sẽ chỉnh như thế nào, thì ở trong cái clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn chuyên sâu hơn về cái plain milling này cho mọi người nha. Xin chào mọi người nhớ đón theo dõi cái clip tiếp theo nha.